Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, do nhiều nguyên nhân khác nhau như là áp lực công việc, chế độ đãi ngộ không kịp thời, nên 3 năm qua, khoảng 20% lực lượng bảo vệ rừng của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp nhà nước và các ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Việc hàng loạt cán bộ bảo vệ rừng xin nghỉ việc càng gây áp lực lớn cho hoạt động quản lý bảo vệ rừng tại Đắk Nông. Khi lực lượng mỏng nhưng phải kiêm nhiệm nhiều việc, quản lý địa bàn rộng với diện tích rừng lớn đã ảnh hưởng đến tâm lý của những người đang công tác. Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, huyện Tuy Đức hiện đang quản lý bảo vệ gần 7.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, nhưng chỉ có 16 lao động gồm cả cán bộ quản lý và nhân viên. Trung bình mỗi lao động có trách nhiệm quản lý bảo vệ hơn 390 ha rừng và đất lâm nghiệp. Tình trạng nhiều cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc chuyển công tác đã làm dao động tâm lý của những người ở lại. Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ chia sẻ, từ đầu năm 2022 đến nay đã có 8 lao động giữ rừng xin nghỉ việc. Nguyên nhân do mức lương thấp, trung bình 6,5 triệu đồng một người mỗi tháng, nhưng điều kiện sinh hoạt khó khăn, áp lực từ việc giữ rừng cao. Mặc dù đơn vị đã nhiều lần thông báo tuyển dụng để bù vào số lao động đã nghỉ việc, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ ứng tuyển nào. Từ khi tôi về đây nhận công tác thì tổng số cán bộ công nhân viên chức của đơn vị là 25 người. Cho đến nay thì còn lại là 16 người. Thì trong năm 2022 á, thì đã có 8 đồng chí trong đơn vị đã nghỉ việc, xin nghỉ luôn. Thì vì áp lực công việc, rồi mức lương thấp, rồi là áp lực của các đối tượng lâm tặc, rồi áp lực của nhiều cái vấn đề. Trong vấn này đang đặt lên vai các đồng chí quản lý bảo vệ rừng chuyên trách. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển Đại Thành, huyện Đắk Min được đánh giá là một trong những đơn vị quản lý kinh doanh rừng hiệu quả, đời sống của người lao động tương đối đảm bảo. Nhưng từ năm 2016 đến nay đã có 35 lao động xin nghỉ việc, chủ yếu là lao động quản lý bảo vệ rừng. Riêng trong năm 2022 đã có 4 lao động xin nghỉ việc. Gắn bó với công tác quản lý bảo vệ rừng đã 20 năm nay, ông Hồ Sĩ Hoạch chia sẻ, công việc giữ rừng vô cùng khó khăn, vất vả, nguy hiểm. Nhưng chính sách cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng đến nay vẫn chưa được cải thiện là nguyên nhân dẫn đến nhiều lao động nghỉ việc. Trước đây thì ngành lâm nghiệp thì có nhiều ưu đãi, nhưng mà đến nay thì lương thấp mà cán bộ công nhân viên thì càng ngày càng ít đi. Do đó là cái việc mà đi tuần tra bảo vệ thì nó cũng có nhiều khó khăn và càng ngày lâm tặc càng manh động và tinh vi hơn, nó có dùng nhiều cái phương tiện để mà nó trao đổi qua lại, nó trốn tránh những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, từ tháng 9 năm 2019 đến đầu tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh có 113 cán bộ kiểm lâm, nhân viên lâm nghiệp xin nghỉ việc, 35 người chuyển công tác sang ngành khác. Số người nghỉ việc và chuyển ngành chiếm đến 20% tổng số cán bộ, nhân viên tại các đơn vị kiểm lâm, ban quản lý rừng và các công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Để ngăn chặn tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu tỉnh một số giải pháp hỗ trợ, động viên lực lượng bảo vệ rừng. Yêu cầu các đơn vị chủ rừng, các đơn vị mà sử dụng lao động có những giải pháp động viên kịp thời, hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần, cũng như các giải pháp làm sao thế nào để mà sớm ổn định tinh thần, tư tưởng cho cán bộ công nhân viên đối với cái lực lượng giữ trực tiếp giữ rừng. Về lâu dài thì hiện nay ngành nông nghiệp đang tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, trong đó có cơ chế chính sách tăng cường các cái nguồn lực hỗ trợ về vật chất, thù lao để động viên kịp thời cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng bù đắp những thiệt thòi mà lực lượng quản lý rừng đang phải đối mặt. Theo ông Phạm Tuấn Anh, về lâu dài, nhà nước cần có những chính sách nhằm cải thiện thu nhập, chế độ đãi ngộ để người lao động yên tâm giữ rừng, làm sao phải có nguồn lực để hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ tiền lương, xăng xe, phương tiện đi lại cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là phải có chính sách bảo vệ họ trong môi trường làm việc nhiều rủi ro, nhiều nguy hiểm.